Hà Tiến là anh rể Hán Linh Đế. Chỉ huy các quan đại thần đi trấn áp giặc, chẳng mấy chốc đã dập tắt cuộc khởi nghĩa khăn vàng, nhờ đó mà nhậm được chức đại tướng quân của triều đình. Sau khi Hán Linh Đế mất vào tháng 5 năm 189, Đồng Thái Hậu bàn mưu với hoạn quan kiển thạc, tính trừ khử Hà Tiến. Hà Tiến về cung được mật báo, tức giận muốn trừ khử bọn hoạn quan, nhưng Tào Tháo cản lại. Vì thế lực bọn hoạn quan còn mạnh. Vì tiên đế có quan hệ tốt với kiển thạc, mà kiển thạc lại có quan hệ tốt với đồng thái hậu nên trương nhượng bàn mưu chút hết tất cả việc âm mưu ám sát hà tiến lên đầu kiển thạc sau đó đến gặp hà hoàng hậu xin cứu giúp tào tháo kiến nghị lên lập vua mới viên thiệu sung phong vào triều cùng hà tiến lập con hà hoàng hậu là thái tử lưu biện lên ngôi kế vị tức hán thiếu đế điều đó khiến đồng thái hậu mẹ của hán linh đế không hài lòng hà tiến tới gặp hà thái hậu nói sao lại bao che cho bọn trương nhượng Hà Thái Hậu nói, nếu không có bọn này sao ta có ngày hôm nay? Bọn Trương Nhượng giết Kiển Thạc và mang đầu vào xin Hà Tiến tha cho. Hà Tiến đồng ý, mang đầu Kiển Thạc ra ngoài nói với các quan đại thần. Viên Thiệu nói, nếu không giết hết bọn hoạn quan thì hậu quả khó lường, nhưng Hà Tiến quả quyết không nghe. Bọn Trương Nhượng lại tới gặp Đồng Hoàng Thái Hậu, bàn mưu phong lưu hiệp làm Trần Lưu Vương, Phong Quốc cữu Đồng Trác làm phiêu kỵ đại tướng quân. Hà Tiến biết tin liền gặp Hà Thái Hậu, khuyên tới gặp Đồng Hoàng Thái Hậu, nói đàn bà không nên can dự vào việc triều chính. Hà Tiến lại kêu vua ban chiếu, đẩy Đồng Hoàng Thái Hậu về đất Phong ở Hà Giang, rồi lại bị ban rượu độc buộc phải chết. Bọn hoạn quan biết Đồng Hoàng Thái Hậu chết, lại tìm cách trừ khử Hà Tiến. Sau đó, Hà Tiến lại muốn giết sạch hết bọn hoạn quan để có uy quyền tuyệt đối trong triều. Ông lấy chuyện này bàn với Viên Thiệu. Viên Thiệu khuyên Hà Tiến nên triệu tập quân đội ở các trấn khắp cả nước. Vào Lạc xương diệt hoạn quan, Hà Tiến phê chuẩn ngay. Hành động này của Hà Tiến bị Tào Tháo phản đối và cho rằng ông là kẻ làm loạn thiên hạ. Các đại thần cũng khuyên Hà Tiến không nên đưa đồng trác về kinh kẻo gây hậu họa. Hà Tiến phản bác, kêu các quan chỉ có tầm nhìn của lũ thư sinh. Các đại thần liền từ quan bỏ đi hết. Đồng Trác là thứ sử Tây Lương. Ở biên giới âm thầm xây dựng quân đội riêng, hắn muốn làm phản từ lâu. Nhưng chưa có dịp, nay tự dưng được mời về Kinh Thành, quá sướng luôn. Bọn Trương Nhượng biết tin, liền tới van xin Hà Thái Hậu, nhờ truyền Hà Tiến vào cung để xin tha tội. Tào Tháo khuyên Hà Tiến không nên vào cung, nhưng Hà Tiến không sợ. Viên Thiệu cùng Tào Tháo mang quân theo bảo vệ. Bọn Trương Nhượng nhân cơ hội này, âm mưu giết Hà Tiến, khi Hà Tiến vào cung trường lạc thì chỉ được vào một mình, bọn viên thiệu, Tào Tháo phải ở ngoài. Kết quả Hà Tiến bị giết, đầu bị chặt quăng ra ngoài. Liền sau đó, các quan đại thần do viên thiệu cầm đầu đem quân vào cung giết đám hoạn quan này, báo thủ cho Hà Tiến. Hàn Thiếu Đế và Trần Lưu Vương trốn ra ngoài, Tào Tháo kéo quân đi tìm. Cuối cùng khi Tào Tháo tự giết sạch bọn hoạn quan và tìm ra Hán Thiếu Đế và Trần Lưu Vương, thì Đồng Trác cũng kịp về tới kinh. Trần Lưu Vương kêu Đồng Trác hộ giá hồi cung đồng trác nhân cơ hội này vào cung làm loạn triều đình muốn biết đồng trác loạn triều thế nào xin xem tập sau sẽ rõ